Chào My. Hello em. Ngày hôm nay hai đội chơi rất là thời trang, đúng không ạ? Rất là xinh đẹp lộng lẫy nữa. Chắc là phải gửi lời chào đến với tất cả quý vị khán giả nhé. Đầu tiên mời đội của Vũ Thảo My. Đội của em gồm có hai thành viên. Em tên là Vũ Thảo My, còn em là... Em tên là Huy Hoàng. Đây hiện tại cũng là lần đầu tiên em đứng chơi một cái show nên là hơi rung một tí. Nào, xin mời đội của mình giới thiệu nhé. Xin chào tất cả khán giả của Về Nhà Đi Anh, mình là Đỗ Hoàng Dương và ngày hôm nay mình rất là vui khi mà được có mặt tại đây và cùng với một bạn nữ rất là xinh. Rồi xin giới thiệu với mình đi nào. Chào mọi người, em tên là Yến Nhi, hiện đang là sinh viên và em cũng đang rất là rung lần đầu tiên được xuất hiện trên một cái show lớn như vậy. Nghệ sĩ thì thường là có người chở hết rồi, cũng không có quan sát những cái biển báo. Thế không biết là ngày hôm nay em có tự tin không với nhóm của mình? Ngày trước em còn hay đi xe Honda á. Ừ. Cái xong rồi em bị té mà em té thầy thật hết cả hai chân. Té hai lần, cái ba em kêu là thôi khỏi đi đi con. Có nghĩa là ba sợ, dạ, sợ rồi. Con gái bị thương cho nên là không cho đi nữa. Khoảng 4 năm nay rồi em không đi xe Honda. Nhưng mà có bằng lái chưa? Dạ có rồi. Có rồi thì chắc chắn chúng ta là đi thi rồi đúng không? Dạ. Nhưng mà thi mấy lần mới được? Em thi một lần thôi. Hên á, tại vì có rất là nhiều bạn tới đây nha, thi 2-3 lần mới đậu. Thế cho anh hỏi là đã bao giờ em gặp phải cái trường hợp là mình vi phạm cái luật giao thông này chưa? Dạ có. Trường hợp nào? Đó là lần đầu tiên đi xe, mình cứ thấy người ta, ủa cái đường trống thì mình cứ đi. Ừ. Thì không biết là mình lấn lên, chú có mang lại khóa nội bà. Lúc đó là mình chưa đủ tuổi, chưa có bằng lái. Rồi xong, chuyện gì tới cũng đến. Đây là một cái kinh nghiệm nhá, dành cho tất cả những ai mà chưa có bằng lái thôi. Thì mình ngồi phía đằng sau cho nó yên tâm, để cái người ta có bằng lái, ta lái xe cho nó an toàn hơn cho hai người luôn và cho tất cả mọi người xung quanh nữa. Thế quay qua hỏi bên đây, nãy giờ bên đây chia sẻ thấy bên đây đang hóng nhiều quá. Thế Dương em có bằng lái chưa, hỏi thiệt? Em còn chưa biết lái xe máy. Chưa biết lái xe máy? Dạ, tại vì là em chỉ còn lái xe đạp điện thôi ạ. À, xe đạp điện cũng dạ. Được ha. Cho anh hỏi nè, xe đạp điện nhưng mà em lái ở Hà Nội á, hồi dạ, trước đúng á rồi, đúng rồi. Nó có khác cái lái đường ở thành phố Hồ Chí Minh trong này không? Dạ, có á. Ở ngoài Hà Nội thì đường nó hẹp hơn. Dạ. Nó hẹp hơn nên là em phải gọi là vận dụng hết những cái gọi là cái skill của mình, những cái trí não của mình để mình len lỏi ấy anh. Ừ, ừ. Còn em thì em ở đâu? Dạ, em ở thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay anh sẽ bổ cặp một lần nữa cho hai đội luôn. Nha, để hai đội có nhiều cái kiến thức về biển báo nè, về cái cách đi sao cho nó đúng quy tắc giao thông nè. Ngày hôm nay hai đội chơi đã sẵn sàng, xin mời tất cả quý vị chúng ta bước vào những vòng đầu tiên của chương trình Về Nhà Đi Ăn. Xin mời.